Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thái Bình đã khen thưởng đột xuất thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Chu Trọng Tài, nhân viên trạm kiểm soát biên phòng Trà Lý, đồn biên phòng Trà Lý có nghĩa cử cao đẹp nhận được của rơi trả lại người đánh mất. Trước đó vào khoảng 8 giờ ngày 11 tháng 7, khi được phân công nhiệm vụ ngoài đơn vị, Đồng chí Chu Thế Tài nhặt được nhẫn vàng tương đương 4 chỉ trị giá trên 30 triệu đồng. Đồng chí Tài đã báo cáo ngay với ban chỉ huy đồn để thông báo và tìm lại được chủ chiếc nhẫn là anh Nguyễn Duy Hiếu. Trong lời cảm ơn, ông Nguyễn Quốc Dũng, bố đẻ của anh Nguyễn Duy Hiếu bày tỏ: "Gia đình tôi cùng gia đình tôi vô cùng biết ơn anh Chu Trọng Tài có tấm lòng nhặt được của rơi trả người đánh mất."